Đây. Văn bằng tốt nghiệp này không? Ở Đắk Lắk. Này hội chứng thần kinh đuôi ngựa, đau thần kinh tọa. Bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật, bệnh nhân xin về. Ok. Rồi. Bây giờ hiện tại ra sao? Cái chân đi không được. Cầm dùm cái Rất là bị rối loạn cái tiểu tiện với lại đại tiện đó. Đêm là một 40 phút tiểu một lần, rồi ban ngày thì không sao, còn đại tiện thì phi thường. Nhưng mà cả bên đắt là phải đi thật nhanh rất là. mà bị cái đi tiểu vậy là bao lâu à? Từ hồi đó giờ Hồi đó đầu giờ là đầu, bao đầu, nhiêu đầu năm thì rồi? nó tắc luôn, rồi sau vậy thông tiểu được khoảng 2 tháng là hết, Hết. thì tiểu bình thường được. Nhưng mà cái đại tiện thỉnh thoảng nó bị kẹt. Đây cái vùng bụng này thì nó ê ẩm lắm, chân hai cái chân mà đây mình làm nó gáp vào nhau như này, nó như phỏng á, đau lắm, Đó. vừa nóng vừa phỏng. Nóng dự phòng. Cái dấu hiệu của cái viêm tắc động mạch này, coi mấy cái ngón chân thấy không? Đây nè. Rờ ở tụi em á là cái tắc động mạch á, tụi em dễ biết lắm. Cái chân này sờ vô chạm vô nó lạnh. Nhưng mà trong khi đó bệnh nhân lại có cảm giác nóng. Thấy không? Tại vì máu nó xuống nó không được này, mấy đầu chân nó đỏ rồi, cái đầu cái quan trọng là cái móng chân á, nó đầu nó đen đen mai mốt rồi nó đen xong hết rồi, bắt đầu là nó đen luôn cả cái ngón chân, thì bắt buộc vô bệnh viện phải tháo khớp thôi. Ông phẫu thuật nó cũng phẫu thuật không theo đó rồi. Không đi đứng khó khăn là bao lâu rồi? Từ hồi đó giờ Từ đó là bao nhiêu năm? là 1 năm 7 tháng. Một năm bảy tháng. Hồi đầu tiên là bị là chân đơn liệt luôn thầy, không nhúc nhích con chân được. Sau về nhà tôi tập với lại một dụng cụ đó Thì nó thì đỡ dần chút. dần nó đỡ dần đi thôi. Rồi. Mấy ngày nay á là thực hiện được hết mấy cái lời hướng dẫn chưa? Giờ ok rồi, Ok rồi. Còn cái quan trọng là rượu ớt bây giờ uống sao rồi? giờ con uống được 3 tháng rồi. Uống 3 tháng rồi mà một lần bao nhiêu? Một lần 2 muỗng, 2 lần 4 muỗng mỗi Được, ngày. tốt rồi, tốt rồi. Tức là uống được ba mấy tháng? tháng ba tháng 3 tháng rồi. Ôi rồi. trời, tốt quá. Thì từ khi uống 3 tháng đó thì thấy cảm giác làm sao? Thì nó hết được cái tình trạng của đang đứng mình xuống xuống Chậm xuống thì nó đỡ bây giờ nó hết rồi. hết rồi, Cái thứ hai là người nó có khỏe hơn nữa, nó khỏe hơn rồi nhờ cái ăn 16-8 á đó đó giảm 1 5 kg. đó, rất là tốt quá đó. Thì cái gì chứ còn cái rượu ớt rất cần cho cái bác này, tại vì là khi mà bị tắc mấy cái mạch máu này phải có rượu ớt nó mới lưu thông được, thấy không? Còn cái đi tiểu thấy có bớt không? Không bớt Không bớt. đêm Không. mới khoảng 40 phút ra tiểu một lần. Được rồi. Thì bây giờ vậy nè, tức là có chườm đá Có không? Có. chúng Thì ta chườm đá thì phải chườm ở gan với chườm ở bụng dưới dạ luôn. có dạ có Có luôn đó. Nhưng mà nó vẫn chưa có bớt được, tức dạ là nó cũng bị nặng đó. dạ Cái mà khỏe nhất là cái ngực của mình đó, dạ cái tim mình đó, thì nó thấy dễ chịu hơn. dạ Cái rượu ớt thì vấn đề tim mạch nó tốt lắm. Tôi nói đây cho mọi người nhớ cái điều này nè, rất là quan trọng. Trong cái bệnh mà trong các cái gì, cái thuốc á, thí dụ như sâm nè, nhung nè, rồi cái gì mà ở Tây Tạng cái gì kêu gì đó, đông trùng hạ thảo nè, rồi linh chi nè, thậm chí sáo tam phân nè. Nhưng mà uống vô thực ra là cái tác dụng đó rất khó thấy, nhưng riêng rượu ớt thì nó thấy rõ ràng lắm. Riêng rượu ớt rất rõ ràng ra, mọi người cố gắng duy trì, tại nó hay một cái lạ lùng. Tôi uống thứ các thứ hết rồi, nhưng mà uống rượu ớt vô là thấy kết quả liền, nhất là cái tim mình nó là nó đỡ mệt, nó các thứ. Bây giờ 2 ngày nay anh làm đây rồi anh thấy có cái đi rồi đi đứng có đỡ được chút Nó không? đỡ nhiều lắm, nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhẹ nhàng phải không? Bây giờ thử đi một mình được không? Không Chút được, chút chút xíu rồi. xíu thôi thì đi xíu thôi, đi xíu vòng lại. Tụi em về dịnh dịnh chút xíu để coi đó. Rồi đó đó đó. Bữa nay gặp cái là cắt là tay giữ không đó. Thôi được rồi, đi lưng sừng cho nó được rồi, rồi vòng lại thử coi.
đâu coi thử coi. Rồi vậy là nhà ở Đắk Lắk. Dạ, tôi ở Đắk Lắk về thì 3 năm rồi. À, về đây 3 năm rồi. Rồi bây giờ là về đi ở với con. Dạ. Rồi bây giờ là có quyết định là bữa nay là thứ tư ha, có quyết định chiều nay ở lại cho tới thứ sáu làm nữa không, đăng ký học tiếp nữa không? Dạ thôi. Thôi tạm ngưng được. À, tạm ngưng được rồi, ok. Chứ còn theo tôi thì bệnh nặng gì thì nếu mà thêm được thì càng tốt thôi. Dạ. Ừ, nhưng mà thôi ha. Hơi bị khó khăn rồi. À, rồi khó khăn thì giờ về nhà khắc phục thôi. Dạ. Yeah. Ok. Được rồi, nằm xuống đi. Chị lên tiền tiền. Đó. Rồi rồi. Rồi, thả lòng xuống. Chị thả lòng. Rồi, tụi em 3 trên 1 đi. Thôi nằm nghiêng qua đây. Bữa nay là gặp thứ dữ không á. Anh nghe chứ thả lỏng người ra nè, không gặp. Ừ. Thả lỏng rồi. Hết vô. Đó ra. Rồi, nghiêng bữa này. Rồi, lại lắc qua kia nữa. Chưa. Đứng vô rồi. Không, không, xoay người, cái người quay vô đó. Rồi, nó quặp vô lưng á, đó. Rồi giữ vậy. Sẵn cái tay giữ này. 1, 2, 3, 2. Mấy mốt em đừng có để sát quá. Phải ra vô trong một chút. Làm mấy ông làm tôi sợ quá. Để rớt mẹ xuống dưới đất. Rồi. Đó, vậy được rồi đó. Rồi. Em dịnh rồi. Xích ra chút nữa. Đó. Vô chung cho nó. Đó, được rồi. Làm ghê quá. Cái được rồi, cái này. Rồi nghiêng ra, sao quá sao lại. Nghiêng lại. Giống như bánh tráng vậy. Nghiêng. Cái đầu gối phải thẳng đây nha. Đó, móc vô cái đó. Rồi đổi qua. Bữa nay quần đã luôn á. Đúng rồi, đẩy cái mông lên trên đó vậy đó. 1, 2, 3. Rồi đỡ đầu. Rồi lên thả lỏng ra. Rồi ngồi vậy. Quay đầu lại, quay ngửa lại. Rồi. Thank you.
qua. Ấy, gân đều ngon lành. Mọi người đó là hôm rày học của Bội Tâm Tinh rồi ha. Rồi ráng học cái này nó hay đó. Cái này nó mà bấm mà vô là nó làm cái chân mạnh lên liền. Hôm nay giờ càng ngày càng tốt lên ha nè. Đấy. Rồi cho ngồi dậy đi. Rồi xong rồi anh. Ngồi dậy. Nghiêng qua, anh nằm nghiêng qua rồi cắm đầu hạ. Rồi, ngồi để chân đều ra, rồi đánh cái chân. Đánh chân đó. Về nhà cũng phải tập vậy ha. Đánh cái chân cho cái chân nó mạnh lên. Ha. Rồi, bây giờ bắt đầu đi lại được rồi đó. Rồi. Chạy luôn đi. Đấy, buông tay ra. Buông tay đây, để cho ông đi từ từ. Giống mình kệ kệ vậy đó. Đó, đi được nhiều bước hơn chút. Ông nhịn ăn, ông giảm được ký lô nữa. Rồi ông tập luyện nữa, thời gian là ông đi đứng ngon lành. Rồi, đưa cái xe cho chú. Rồi, vô xe luôn. Rồi, đi luôn. Rồi, đi thấy nhẹ nhàng hơn không? Dạ, luôn á. Sáng mà ôm cái chân không mà nặng được cái chục ký. Yeah. Nặng vậy hả? Bị cớ, chết luôn á.